lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Dạ vâng, xin chào quý vị. Vừa rồi có anh Dũng tại Glassimco, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức. Anh cũng đã chốt cho mình một bộ dàn đến từ thương hiệu JBL. Và có thể nói là anh rất là chờ mong ngày để có thể rước bộ dàn karaoke này về. Bởi vì tình hình dịch tại Hà Nội cũng khá là căng thẳng, vừa rồi mới giãn ra và anh có thể sắm bộ dàn này ngay trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì bộ dàn của anh bao gồm một chiếc súp rất là to đúng không ạ? JBL 818S bass 50 rất là to. Một đôi loa có thể nói là đỉnh của đỉnh của thương hiệu JBL, đó là KP6012 bass 30. Và cục đẩy anh sử dụng cho mình là hai chiếc cục đẩy Crown XLI 3500 và một chiếc vang số JBL KX180, có thể nói đây là dòng vang số quốc dân rồi. Mic anh dùng mic gì? Anh dùng mic VM200 của thương hiệu JBL. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiếp video và theo chân Hữu Duy để đến nhà anh Dũng có thể tạo ra cho anh một không gian âm thanh hay nhất quý vị nhé. Và quý vị có thể nhìn thấy bên ngoài trời đang mưa rất là to. Nhưng mà không sao, để bảo cho Oilex luôn luôn sẵn lòng phục vụ quý khách dù mưa hay là nắng. Quý vị cứ yên tâm. Ok, let's go. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Oilex. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Thưa vâng, quý vị, ngoài trời đang mưa cho nên là chúng tôi sẽ bọc hết các sản phẩm lại bằng giấy. Chúng tôi bọc hết các sản phẩm lại bằng ni lông để có thể đảm bảo cho các sản phẩm có thể đến nơi mà không hề bị ướt quý vị nhé. Tất cả các sản phẩm đều được bọc cẩn thận. Rồi, công tác chuẩn bị đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Let's go. Let's go. Khá là nhiều đồ và thang máy hơi nhỏ cho nên chúng tôi chia ra làm hai chuyến. Bây giờ và chúng tôi đang bóc loa và JBL KP6012. Kỹ thuật viên Dũng đang tiến hành bóc loa. Đây là chiếc loa đầu tiên. KP6012 thuộc series KP6000 của JBL quý vị nhé. Bass 30 XLI 3500 sở hữu mức công suất là 1000W một kênh, rất là khỏe. Phòng này mình chỉ luôn thôi, Bass 30 là vừa. Vâng, tính ra nó cũng hơi vừa. Nhưng mà mình nghe ở mức độ vừa phải thì nó sẽ bền loa hơn, rất là tăng. Đây là cục đẩy Crown XLI 3500 quý vị nhé. Và
Vâng, đây là chiếc cục đẩy Crown XLI 3500 thứ 2 quý vị nhé. Con này bao nhiêu cân? Con này cũng nặng mấy chục cân anh nhỉ? Khoảng độ 30 cân đấy. Cần gì với 30 cân? Con này mười mấy cân nữa? 15 cân nữa. Cặp này cặp mới, cặp demo đấy, cặp loa rồi. Mới ấy. Tất cả bên em hoàn toàn là mới rồi. Nhà đây là hàng demo mà em gửi cho khách rồi. Cái này thì đôi loa mình để bên này đúng không anh? Đôi loa để bên thì tủ em nghĩ để giữa rồi. Tủ để giữa hợp lý. Thiết bị sẽ để ở giữa. TV chúng ta sẽ để ở đây và đôi loa. Hai đôi loa sẽ là một đôi loa sẽ để hai bên và sẽ để tủ rack những thiết bị âm thanh ở giữa. Và anh cũng đã có sẵn cho mình một bộ nghe nhạc rồi. Giờ muốn thêm một bộ hát karaoke nữa để có thể thỏa mãn nhu cầu giải trí của gia đình. Nếu mà chúng tôi mặc quần đùi cao cộc thì có lẽ là cũng sẽ thể hiện một vài đường bơi để quý vị có thể thưởng thức, nhưng mà không trong giai đoạn làm việc thì không thể buông thả bản thân như vậy được. Dạ vâng, quý vị có thể nhìn thấy ngay đây là đầu của một chú bò rất đẹp đúng không ạ? Và có lẽ là anh rất thích những chiếc xe này. Anh cũng đã treo chiếc xe này trong một căn phòng gần bể bơi. Và một chiếc đây có thể dự đoán đây là chiếc máy pha cà phê. Một chiếc máy pha cà phê tự động có thể nói là rất hiện đại. Kênh rào đi. Dạ vâng, quý vị có thể nhìn thấy những vật dụng. Có vẻ đây là một cái biển số ưa thích của anh. Có lẽ là biển số đầu tay anh bốc được, cho nên là anh đã lưu lại. Một bộ đánh gôn này. Ok, bản đồ thế giới. Cùng với đó chúng ta thấy một chiếc đèn chùm rất là đẹp phải không ạ? Rất đẹp. Những chiếc chuông. Rất nhiều màu sắc pha lê rất đẹp. Dạ vâng, thưa quý vị. Giờ chúng tôi sẽ có một cái phát hiện mới. Quý vị có biết đây là những cái hộp gì không ạ? Đây, chúng ta sẽ có một số những cái hộp. Đây là những hộp xì gà. Anh có sở thích sưu tầm những chiếc hộp xì gà mà mình đã hút. Chứng tỏ là lượng thuốc anh hút cũng khá nhiều. Romeo và Juliet. Đây, Cuba đây. Xì gà Cuba là quá chuẩn rồi quý vị. Tôi cũng nghe mọi người nói thế, vẫn chưa được hút. Đó, những hộp xì gà rất là đẹp đúng không ạ? Ok, giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt những thiết bị vào trong tủ âm thanh, tủ rách. Cái thứ hai là chúng ta đã hoàn thành những thiết bị trong tủ rách rồi. Công hoan. Công hoan, quên. Cái thứ việc công hoan. Chúng ta sẽ dựng tủ rách lên. Cứ quên mất công. thì thiếu rồi, xin lỗi được chưa? Đọc phải đúng. Giờ chúng ta sẽ đến với chiếc loa thứ hai. Về cơ bản thì đôi loa cũng đã lên hình rồi. Giờ chúng ta sẽ đợi tủ âm thanh kết nối vào là xong thôi. Anh sẽ không phải sử dụng, không phải xoáy các nút này nữa. Em đã điều chỉnh hết rồi. Nhưng mà ví dụ anh để ý em, nếu mà âm lượng thấy nó khác đi nhiều thì anh thử xoáy cái nút âm lượng to nhỏ này của hai bên này. Anh xoáy về 10 đi em. Đấy, bên này thì là 10. Hai bên này là 10 là được. Bye.
không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hàn. Tiếng yêu này mau mai giờ tan vỡ, thôi cũng đành sẽ riêng những ngày tháng hồn nhiên. Vâng, quý vị, và vừa rồi Hữu Duy và đội ngũ kỹ thuật của Bảo Châu Elec cũng đã đến trực tiếp nhà anh Dũng để có thể set up cho anh một không gian âm thanh, và có thể nói là anh cũng đã rất ưng ý về bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Bộ dàn của anh bao gồm có những thiết bị sau đây. Đầu tiên chúng ta có một bộ micro VM200 của thương hiệu JBL, một chiếc vang số KX180, hai cục đẩy Crown XLI 3500, một chiếc súp hơi của thương hiệu JBL 818S bass 50 rất là khỏe, đúng không ạ? Và một đôi loa JBL KP6012 bass 30, có thể nói đây là một dòng loa rất cao cấp của thương hiệu JBL. Vâng, xin phép là bây giờ Hữu Duy sẽ mời chú Dũng, đúng không ạ? Vâng, cho mời chú Dũng và cháu hỏi chú một số những câu hỏi thôi. Đầu tiên chú Dũng cho cháu hỏi là chú biết đến thương hiệu Bảo Châu trong lâu chưa chú nhỉ? Tôi biết lâu rồi. Vâng, chú biết thời gian lâu rồi. Và bộ dàn ngày hôm nay thì chú mất thời gian khoảng bao lâu để chú có thể chốt bộ dàn ngày hôm nay ạ? Ba ngày, đúng không? Ba ngày. Dạ vâng. Rồi. Chú mất 3 ngày để chốt mà bộ dàn ngày hôm nay. Có thể thấy là có vẻ là chú Dũng cũng khá là ít lên hình, cho nên là lên hình chú hơi rụt rè một chút, đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn chú Dũng rất là nhiều nhé. Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú và gia đình có những giây phút thật là vui vẻ bên bộ dàn của Bảo Châu. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, và cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được set up tận nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và biết đâu lần tới Hữu Duy đến review có thể là nhà của quý vị thì sao. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và đừng quên nhấn like, share, bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất của Bảo Châu Elec quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!